Hai mọi người, hôm nay thì mới có đồ chơi mới đây. Nitro Mini. Này là xe đạp điện nha các bạn. Thắng đĩa nè, mình thấy không? Thắng đĩa. Này là mình có thể đạp luôn nếu mà hết bình, thắng đĩa trước luôn. Đó. Ngoài ra thì nó có đèn nè các bạn, đèn nè, thấy không? Cái cổ này chúng ta có thể hạ xuống. Đây, này chuông. Rồi nó có chìa khóa nè nha các bạn, mình đút chìa khóa vô. Trên đây thì nó có pin nè. Đây là gồ ga để chạy nè. Và đây là đèn nè. Còn đây là giữ tốc độ nè các bạn. Đấy. Xe này mình mua online nha các bạn. Xe này thì mua mà ship về luôn là trên 500 các bạn. Cái chỗ này là mình gắn vô thêm nha. Chỗ đó là để mình để xe của ông Khang này. Đó mình để cái ghế của Khang lên để mình chở Khang đi. Đây là đồ chơi mới. Hai mọi người đi con. Nói con có xe mới, con đi xe mới nha. Ha, Khang đi xe mới, quay, đợi, tránh, ba quay cái. Đấy các bạn ha, để ghế lên nè. Đó. Bây giờ mình với Khang sẽ chạy một vòng để cho các bạn coi nha. Ok. Ok các bạn, bây giờ Khang với mình sẽ đi xe đạp điện này nha. Đó, mà thấy không? Mình kéo cây dài ra tí. Đây. Are you ready? Yep. Ok các bạn. Tốc độ chạy rất là nhanh nha. Đấy. Xe hai Khang. Hi. Hi mọi người. Mình đang đi xe đạp. Chuyện gió tham gia. Chạy rất là nhanh nha các bạn. Chuyện gió tham gia. Này thì mình đi trong khu vực nhà mình là rất là lý tưởng và ok luôn. Chuyện gió tham gia. Gió hả? Ừ. Gió thì tham gia. Gió tham gia. Mình chỉ gồ ga nè. Mình gồ ga mình đi thôi. Thắng đĩa nha các bạn. Lát nữa mình sẽ chạy ra đường để cho các bạn coi. Xe này thì nói chung là chạy cũng rất là lâu nha, mới hết pin. Rồi tối về mình sạc thôi, tốc độ chạy rất là nhanh. Cái này thì mình đi xe này thì không cần phải những ai ở Mỹ mà muốn đi vòng vòng dạo trong khu nhà, mình chơi cái xe này rất là ngon nha các bạn. Đấy. Giờ mình sẽ quay về trước cho các bạn coi nha. Giờ mình sẽ quay camera về trước để cho các bạn thấy tốc độ nó đi nhanh sao nha. Ok, đợi mình tí. Mò xem ra. Ok, bây giờ mình sẽ đi cho các bạn coi nha. Phóng bự à, đó. Để các bạn sẽ hình dung được cái tốc độ nó nhanh như thế nào. Các bạn nghe tiếng máy nó chạy không? Đã không? À, ok, em thích không? Dạ. Thấy mà thấy không? Tốc độ đi cũng rất là nhanh. Khoảng 30 chứ không ít đâu. 100 mét nguyên. Cái ghế này thì mình mua để dành bắt xe đạp với các bạn. Nhưng mà mình chế, mình để vào trong cái xe này. Tại vì những cái ghế mà người ta bán là mình phải ngồi ở ngoài sau, cho em bé ngồi ngoài sau để không có nhìn được cảnh, chỉ thấy cái lưng mình thôi. Còn cái ghế này cho ngồi ở trước thì mình thấy được cảnh hết các bạn. Này là mình đang đi dạo trong khu nhà mình nữa các bạn. Nên là mình chạy tốc độ trung bình thôi nha, chưa hết ga đâu á. Stop sign. Mà chạy tốc độ hết ga thì nhanh lắm các bạn. Thôi giờ mình đi đường này, đi ra phòng đi. Xe này thì nó rất là gọn, mình có thể xếp lại để mình để lên trên xe của mình á. Gió quá nha các bạn, gió quá không nghe rõ. Mình sẽ lên trên khoảng để chạy, Khang ngồi dẫn nha. Bắt đầu mình chạy nhanh nha. Về đi. À, các bạn thấy chạy lên dốc không? Chạy phà phà luôn á. Mạnh lắm các bạn. Mình là khoảng 156 pound mà cộng thêm Khang nữa, Khang 40 pound nữa. Các bạn thấy không? Tốc độ vẫn chạy ok đó. Khang 3 tuổi. Khang 3 tuổi nhưng mà Khang bao nhiêu ký? Khang bao nhiêu pound? Khang 3 tuổi. Hãy
rum của hai phá. Ừ, để ba chỉnh cái camera lại cái. Ok. Bây giờ mình đi nữa nha Kha. Can you ready? Bằng kia. Bằng kia nữa. We ready. Go. Này là công viên nhà mình nè các bạn. Đây là công viên nè. Bây giờ mình đi ăn đi là trong khu nhà của mình á, video trước mình có chia sẻ với các bạn về khu nhà này á. Hôm nay đi xe đạp điện. Đi xe đạp điện đi vòng vòng để cho các bạn coi cái xe đạp này nó quất sao ha. Chạy rất là nhanh nha các bạn. Pin chạy rất là lâu, rất là ổn luôn. Chiếc này thì mình mua 500 mấy nhưng mà nó có chiếc nó cũng bán có 300 mấy à các bạn. Nào mà ở trong khu nhà mà muốn đi dạo con cái mà chỉ cần mua chiếc này đi là rất là ổn luôn.